Bây giờ mình sẽ thực hiện các bước tẩy trang nha. Hiện tại là bây giờ phải tháo len ra trước nè. Tháo len ra trước nha. Thường thì không dùng dụng cụ gì đâu, cứ đưa ngón tay vô thì mình tháo ra một cách dễ dàng. Một con. Đó. Quen tay rồi thì mình sẽ tháo ra rất là dễ. Đó, bây giờ mình sẽ tẩy trang nha. Trước khi tẩy trang thì mình sẽ xước tóc lên thật gọn. Sau đó tẩy trang bằng nước rửa. Thì thường thì Yaya sẽ sử dụng nước rửa mặt của Shiseido. Loại này Yaya rất là thích, rất là sạch và nó không có bị nhờn. Những cái mascara khó cỡ nào, bám cỡ nào á, thì sử dụng cái nước rửa mặt của Shiseido này nè, rất là ok luôn. Nó là một chai lớn, xong rồi mỗi lần mà đi du lịch á, thì Gia Gia chiết ra một cái chai nhỏ như vậy. Đó, thì bây giờ mình sẽ tẩy trang nha. Phải hết nó sẽ ra hết đâu, bên này cũng vậy. Thường thì da da ra đường thì da da chỉ vẽ liner thôi, vẽ eyeliner thôi, sau đó là mình chút một ít mascara lên là xong rồi. Chùi hết. Nó bị ngược sáng không? Tẩy sạch ra thôi. Tẩy sạch ra. Thường thì mỗi tối thì các bạn nên tẩy sạch cái lớp trang điểm của mình, không thôi là ngày mai lỗ chân lông của chúng ta sẽ nở ra rất là bự và đặc biệt là sẽ rất là dễ kích ấn mụn và làm cho da mặt của mình xấu đi. Cho nên cái phần tẩy trang là cái phần mà phải tẩy kỹ nhất. Mình sẽ tẩy sạch xong. Đến bước tiếp theo là mình sẽ rửa mặt. Thì thường Yaya rửa mặt bằng sản phẩm quen thuộc mà Yaya rất là thích. Yaya xài dưỡng và cũng như là nguyên một concept của nó là rửa mặt này, dưỡng da là serum này, này của Laneige. Đó. Thì mình sẽ lấy một lượng nhỏ thôi, tại vì cái Laneige này nó ra bọt rất là nhiều, cho nên mình sẽ lấy một hạt đậu vậy thôi. Chắc là mình. Hôm nay thì Yaya quên mang cái máy rửa mặt của mình đi, cho nên là hôm nay sẽ dùng tay. Mình sẽ cho qua nước một xíu, rửa sạch tay trước khi mà rửa mặt nha. Sau đó mình sẽ đánh đều lên. Các bạn sẽ thấy bọt rất là nhiều. Nếu mình dùng máy rửa mặt nữa là bọt nó ra nhiều hơn nữa luôn á. Mình sẽ tẩy sạch phần mắt nè, phần chân mày nè, xong rồi tán nhẹ ra. Các bạn đừng massage mặt nhẹ nhàng thôi, rửa mặt thì các bạn cũng rửa nhẹ nhàng thôi, đừng có mạnh với da mặt của mình thì nó sẽ làm cho da mặt của mình không bị chảy xệ đó. Tẩy rửa mặt cái đây nha. Lúc mà hấp nước thì các bạn cũng hấp nhẹ nhàng, muốt nhẹ. Đó, muốt nhẹ nhàng với mặt của mình chứ đừng có dụi mặt mình. Đó, tràn ra. Vuốt nhẹ lên con mắt. Xong. Sau đó mình sẽ lấy khăn lau.
Lấy cái sạch lau đi. Thấm nhẹ thôi. Các bạn sẽ thấy da của da bây giờ rất là sạch nè. Hôm nay hơi đỏ chút tại vì chụp ngoài nắng cho nên là hơi bị đỏ chút. Nhưng mà hiện tại da đang rất là sạch. Rồi, ok. Da hiện giờ đang rất là sạch nè. Nếu mà các bạn nào cảm thấy chưa sạch thì mình sẽ rửa thêm một lần nữa bằng máy rửa mặt. Hoặc là không có máy rửa mặt thì chúng ta sẽ dùng tay cũng được. Nhưng mà thường thì các bạn nên chọn một cái sữa rửa mặt nào nó phù hợp với mình, cũng như là nó làm cho da mình căng và sạch sẽ thì mình cứ sử dụng sản phẩm đó. Còn nếu mà có tiền thì hãy sử dụng Laneige. Tiếp theo thì dưỡng đêm thì da hay sử dụng của Estée Lauder. Loại này rất thích. Mà hôm nay điên lắm, mang cái chai này bỏ vô cái vali, không biết sao tự nhiên nó chảy hết cả nửa chai. Bây giờ còn có chút xíu mà phải đi mua lại. Nhưng mà thường thường chúng ta dưỡng da thì chúng ta chỉ cần 3 giọt thôi. 1 2 3. Đó là hết mặt luôn rồi. Đó, ta sẽ tán nhẹ ra, tán đều, lấy thêm một xíu nữa nha, thấy xuống mông cổ luôn. Mình nhớ là nên dưỡng cái phần cổ của mình luôn để cho cái da cổ của mình với da mặt của mình nó đều với nhau, nó dưỡng luôn cả cái da cổ của mình luôn. Cuối cùng là da sẽ dưỡng mi. Thì cái loại dưỡng mi này da mua order bên Mỹ. Đó là loại dưỡng mi của Peter Thomas Roth. Đây, cái loại này dưỡng mi rất là dài. Bây giờ mình sẽ bôi lên. Thì tối nay da cũng sẽ bôi một đường mỏng lên để làm cho mi của mình chắc khỏe, cũng như là dài ra từ từ. Đây, bôi luôn cả hàng dưới để cho lông mi dưới mọc dày và đều luôn nha. Hình dữ luôn. Ta 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 ta. Thường cái phần bôi này á, nó rất là dễ bị quẹt cho con mắt. Nhưng mà không sao đâu, cái dòng mà bôi dưỡng mi nó không có làm kích ứng mà cũng như là đỏ mắt của mình lâu, cho nên là không lo. Quẹt một xíu vô cũng không sao hết. Rồi, sau khi mình dưỡng xong phần mắt thì cái phần nè, cái Estée Lauder khi mà mình bôi lên là nó thấm vô da của mình luôn á, giống như là da mình thiếu nước thấm vô cái này dính liền. Mình có thể bôi thêm một lần nữa để cho nó ăn vô da luôn. Nhớ nha, các bạn có thể mua cái dòng này Estée Lauder. Thì cái chai Estée Lauder này mình mua khoảng tầm, không nhớ chính xác giá, nhưng mà tầm khoảng 2 triệu, 2 triệu 1, 2 triệu 2 gì đó. Chắc vậy, 2 triệu 1, 2 triệu 2, có thể là 2 triệu 3. Nhưng mà tầm giá đó, mình có thể mua cái chai này. Và cái chai này xài rất là lâu. Gia còn có xíu thôi, nhưng mà Gia đi nước ngoài thì Gia sẽ mua thêm một chai nữa để dành. Còn ở Việt Nam thì hình như cũng có Estée Lauder rồi, nên các bạn có thể order tại Việt Nam. Đó, thấm vô liền. Xong, bây giờ thì mình đi ngủ thôi. Chúc mọi người có một đêm ngủ, chúc mọi người có một giấc ngủ thật là ngon lành. Còn bây giờ thì Gia ngủ đi.